đồng đội của mình nha. Đó, chọn tướng này. Mình sẽ vẽ cái thiết kế các bạn ạ. Trước của mình nghĩ là mình sẽ hình chữ nhật. Bạn thấy thẳng chưa? Hơi lệch tí hơn các bạn. Nhưng mà chấp nhận được đúng không các bạn? Sẽ được. Sẽ đi đánh trật tự ở đây nha các bạn nha. Mình sẽ đi thêm một vài chi tiết nữa cho đẹp hơn nha. Sẽ phân số ở đây các bạn. Trang trí và tạo số. Nhân là 2.3 luôn các bạn. Đó. 2.3. Và đây mình sẽ cho tròn vuông tam giác các bạn ạ. Tròn vuông và tam giác.
sáng. Bạn thấy đẹp và hay để cho mình xin được like lên bình tân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ ra phần tiếp theo hay hơn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ tiếp tục ra phần 2 cho các bạn xem. Mình hy vọng là phần 2 mình sẽ đánh rực rỡ hơn nữa, chiến thắng và cố gắng giành chiến thắng gửi tặng với các bạn nhé. Bạn ơi, mình sẽ một trẻ đi với hình dạng trái tim và tiên sử cho bạn xem nhé. Trái tim của mình khẳng định trái tim mình rất là đẹp luôn nha. Sẽ một lần thôi nè, ăn luôn các bạn ạ, không là mình chảy sẵn. Ok đúng không các bạn? Giờ mình sẽ dùng bức dạng mình vẽ lại nét nha. Mình sẽ dùng tải đi nét cái nét trời này mình vẽ nha.